Trong 12 tháng 10, theo thông tin mới nhận, đối tượng chém người tình tử vong ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là Phạm Văn Sơn, sinh năm 1985, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng công an đang canh giữ nghiêm ngặt đối tượng Sơn để chờ lấy lời khai phục vụ điều tra. Trước đó khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11 tháng 10, công an phường Phú Thọ nhận được thông tin xảy ra vụ án mạng ở khu phố 5, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhận được tin báo, lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện một người phụ nữ bị thương tích nhiều chỗ trên cơ thể, máu chảy nhiều và đã tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định là chị DTQA, sinh năm 1989, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điều tra bước đầu cho thấy chị A có mối quan hệ tình cảm sống như vợ chồng với Sơn. Ngày 11 tháng 10, chị A đi nhậu với nhóm 4 người ở khu phố 5, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Khoảng 18 giờ, Sơn đến địa điểm này tìm chị A và hai người xảy ra cự cãi. Do bực tức, Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào người chị A rồi rời khỏi hiện trường. Do bị chém thương tích nặng nên chị A đã tử vong ngay sau đó. Riêng Sơn sau khi biết chị A tử vong đã tẩm xăng lên người rồi tự thiêu nhưng được người dân phát hiện dập lửa. Hiện đối tượng Sơn đang điều tra tại Bệnh viện Trợ Rẫy và cơ quan điều tra giám sát. Kết quả sơ bộ của Bệnh viện Trợ Rẫy xác định Sơn bị bỏng 85% có nguy cơ tử vong. Chỉ trong vòng hơn một tháng, ba siêu bão Mentor, Helene, Jackie xuất hiện liên tục trên các đại dương, với sức tàn phá khủng khiếp và đạt cấp độ cao nhất của thang đo bão. Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân khiến năm nay có nhiều siêu bão như vậy có thể được giải thích bởi một số yếu tố khí hậu và môi trường. Biến đổi khí hậu làm trái đất ấm hơn, nhiệt độ biển tăng thêm là điều kiện lý tưởng để hình thành bão mạnh và siêu bão. Điều kiện để một cơn bão hình thành là nhiệt độ biển từ 27 độ C trở lên. Nhiệt độ càng cao thì năng lượng nuôi bão càng nhiều. Trên nước đại dương, thời điểm đó lại không có vất cản, không có không khí lạnh. Các cơn bão dễ dàng được hình thành với sức tàn phá khủng khiếp. Dự báo với diễn biến này, siêu bão sẽ còn xuất hiện nhiều. Có thể không phải trong năm nay, nhưng các năm tới nữa tần suất bão sẽ dày hơn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, thời gian tới miền Bắc sẽ đón nhiều đợt không khí lạnh theo nhiều cấp độ. Từ cuối tháng 12, Bắc Bộ có thể đối mặt với các đợt rét đậm kéo dài tương tự các năm trước. Không khí lạnh sẽ tiếp tục gia tăng tuần suất trong tháng 1 đến tháng 2 năm 2025, gây rét đậm rét hại tại các tỉnh miền Bắc và xuất hiện băng giá, sương muối và thậm chí mưa tuyết ở vùng núi theo đó trong một tháng tới từ 12 tháng 10 đến 10 tháng 11 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ các hiện tượng thời tiết cực đoan bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới không khí lạnh lốc và xét có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn về diễn biến không khí lạnh, trong thời kỳ dự báo tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Trước mắt, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng ngày 13 và ngày 19 đến ngày 20 tháng 10, không khí lạnh được tăng cường, yếu trở lại. Kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rông rải rác. Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ tháng 11 đến tháng 12, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng giảm nhiệt độ nhẹ, thấp hơn khoảng 0,5 độ C. Theo Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Nam Bộ, đỉnh chiều cao nhất đợt này tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng xuất hiện vào ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, tức là ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 âm lịch. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 đến 7 giờ và từ 16 đến 19 giờ, nên người dân cần lưu ý tình hình ngập úng. Theo đó, dự báo đỉnh chiều cao nhất đợt này đạt mức như sau. Tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè, kênh Đồng Điền đạt mức 1,65-1,75m, trên báo động 3 từ 0,05-0,15m, thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 đến 7 giờ và từ 16 đến 19 giờ. Tại trạm thủ dầu 1 sông Sài Gòn đạt mức 1,7 đến 1,8 m, trên báo động 3 từ 0,1 đến 0,2 m. Tại trạm biên hòa sông Đồng Nai đạt mức từ 2 đến 2,1 m, sắp xỉ hoặc trên báo động 3 là 0,1 m. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai ở cấp độ 1. Đây là kỳ chiều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với chiều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hai đoạn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành dài 9,5 km, qua địa bàn Đồng Nai 6,1 km và thành phố Hồ Chí Minh kết nối Long An 3,4 km vừa được tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề xuất khai thác tạm từ tháng 11 năm 2024 sau 10 năm khởi công. Theo đó, đoạn từ nút giao trung lương đến nút giao quốc lộ 1A dài 3,4 km và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 dài 6,1 km sẽ khai thác tạm từ tháng 11 năm 2024. Đoạn từ nút giao quốc lộ 1A đến nút giao Tân Tạo dài 18,8 km sẽ khai thác tạm vào quý 1 năm 2025. Trong thời gian khai thác tạm, các phương tiện phải tuân thủ các quy định khi đi trên cao tốc như chạy đúng phần đường, làn đường, chạy đúng tốc độ tối đa, tối thiểu, đảm bảo an toàn khi di chuyển làn. Khoảng cách an toàn, các phương tiện lưu thông ở ba mức tốc độ là 100 km/h, 80 km/h, 60 km/h. Tại các nút giao, vận tốc tối đa được lưu thông là 40 km/h, tại các đường dẫn vận tốc tối đa là 60 km/h. Cao tốc Bến Lức Long Thành được khởi công vào tháng 7 năm 2014 và dự kiến đưa vào sử dụng sau 5 năm. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên thời gian thi công kéo dài. Chủ đầu tư dự án cam kết hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9 năm 2025 thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thức ăn đường phố cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn nhà ăn tập thể và các đối tượng theo phân cấp quản lý xử lý nghiêm các vi phạm kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm cụ thể thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm nhất là phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm kịp thời chấn chỉnh các hạn chế bất cập nếu có thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác này tại các địa phương nhất là tại các địa bàn trọng điểm các đô thị lớn các khu du lịch nơi có nhiều bếp ăn tập thể cơ sở dịch vụ ăn uống dành cho công nhân học sinh khách du lịch hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cùng với đó bộ y tế chỉ đạo thực hiện đầy đủ có hiệu quả các biện pháp giám sát các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm thông tin và cảnh báo nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật độc tố tự nhiên tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm lưu ý tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra đột xuất nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định Đầu tháng 9, đất đấu giá ven đô trở nên sốt giá, nhiều lô đất được đấu giá cao ngất ngưỡng, thậm chí có giá cả là 100 triệu đồng trên 1 mét vuông, vượt cả đất vàng vùng nội đô. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, những lô đất ở ngoại thành đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất thuộc khu Đồng Phương, xã Thọ Lộc và khu Gạc Trợ, xã Tam Hiệp. Cụ thể đối với 25 thửa đất đấu giá khu Đồng Phương, xã Thọ Lộc có diện tích từ 134,5 m2 đến 186,6 m2. Giá khởi điểm là 19,8 triệu đồng trên 1 m2. Bên cạnh đó, hai thửa đất khu Gạc Trợ, xã Tam Hiệp có diện tích từ 134,8 m2 đến 153,4 m2. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ, phiên đấu giá có tổng số 258 hồ sơ của 72 khách hàng đăng ký tham gia. Kết quả 25 thửa đất khu đồng phương xã Thọ Lộc đã được đấu giá thành công, với mức giá trúng cao nhất là 25,8 triệu đồng trên 1 mét vuông, mức giá trúng thấp nhất là 21,2 triệu đồng trên 1 mét vuông. Trái lại, hai thửa đất khu gạc chợ xã Tam Hiệp được đấu giá không thành công.